Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với dự án 1001 câu chuyện rèn giọng nói luyện nội tâm. Ngày hôm nay xin gửi đến các bạn câu chuyện số 2: Sức mạnh của sự im lặng. Ngày xưa, ở Nhật Bản có một vị tu sĩ Phật giáo nổi tiếng. Ông sống sâu trong một khu rừng yên tĩnh, tránh xa sự ồn ào của thế giới. Một ngày nọ, một người hoàng tử đến gặp nhà sư và nói: "Thưa ngài, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, chán nản và khó chịu. Tâm trí của tôi luôn hỗn độn, mặc dù tôi có tất cả mọi thứ, của cải, danh vọng và tất cả những thứ xa hoa mà người ta mong muốn. Nhưng bên trong tôi vẫn không có sự bình yên nội tâm. Xin hãy giúp tôi thoát khỏi mớ tâm trí hỗn độn này." Sau đó, nhà sư nói: "Bạn đã nắm giữ câu trả lời bên trong của mình rồi, nhưng bạn chưa bao giờ khám phá ra nó." Nhà sư hỏi vị hoàng tử: "Bạn có muốn tham gia vào một thử nghiệm mà ta đưa ra không? Sau cuộc thử nghiệm này, cuộc sống của bạn sẽ không còn bất ổn và lo lắng nữa." Vị hoàng tử rất nóng lòng và sẵn sàng nghe nhà sư chia sẻ. Nhà sư trả lời với một giọng nói điềm tĩnh: "Trong 10 năm ngày tới, bạn sẽ ở trong tu viện của ta và sống như một người bình thường. Trong 10 năm ngày này, bạn sẽ ngồi một mình trong im lặng và nói ít nhất có thể." Hoàng tử đồng ý với kế hoạch của nhà sư. Vào ngày đầu tiên, anh nhận thấy tâm trí của mình còn rối tung hơn bình thường. Nhiều câu hỏi, nhiều suy nghĩ cứ hiện lên và anh cảm thấy bất an khi phải sống một cuộc sống giản dị như bao người khác. Anh thật sự muốn nói chuyện, anh không chống lại. Nhưng anh chống lại sự thôi thúc đó và im lặng hoàn toàn. Và khi màn đêm buông xuống, anh bắt đầu cảm nhận thấy một cảm giác bình yên và hạnh phúc không ngờ. Trải nghiệm này làm anh bối rối vì anh không thể hiểu tại sao sự hỗn loạn trong tâm trí của mình lại tan biến. Ngày hôm sau, hoàng tử lại tiếp tục dành thời gian ở một mình, ngắm cây cỏ và chim chóc trên bầu trời. Lần đầu tiên, anh thực sự đánh giá cao vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh mình. Anh có thể quan sát và kết nối với thế giới tự nhiên xung quanh. Hơn 10 ngày trôi qua, mọi sự hỗn loạn trong tâm trí của anh dần tan biến. Vào ngày thứ 12, hoàng tử thấy mình đang chìm vào thiền định. Mắt anh tự nhắm lại và anh bắt đầu đi vào trạng thái thiền sâu. Tâm của anh không còn lo lắng nữa. Hoàng tử đã trải qua sự bình an nội tâm sâu sắc. Sau khi trải qua 3 ngày cuối cùng trong trạng thái thiền định, anh đến gần nhà sư và nói: "Thưa ngài, tôi đã phát hiện ra lý do tại sao tâm trí của tôi lại rối bời như vậy." Nhà sư nói: "Hãy chia sẻ với tôi những gì bạn đã học được." Hoàng tử trả lời: "Tôi thường nói quá nhiều, tốn quá nhiều sức lực cho mọi người và thường nghĩ tiêu cực về họ. Việc nói quá nhiều và suy nghĩ tiêu cực này làm lãng phí thời gian của tôi và khiến tâm trí của tôi bị xáo trộn. Kết quả của hành vi này là tôi không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và tôi bắt đầu thất bại ở hầu hết mọi việc. Những thất bại liên tục này khiến tôi không vui và dễ bực tức hơn. Nó tiếp tục tác động đến cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, 10 năm ngày này là một trải nghiệm đầy biến đổi. Tôi bây giờ cảm thấy mình đang thực sự sống một cuộc sống trọn vẹn nhất và tôi nhận ra rằng trước đó tôi đã sống sai cách. Tôi cũng nhận ra rằng chúng ta không cần phải ép thiền. Hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Đó là điều quan trọng tôi học được từ thiền. Tôi nghĩ
Điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người là hiểu rõ chính mình. Nhà sư nói rằng không chỉ riêng mình bạn trên thế giới, còn rất nhiều người nói quá nhiều. Thậm chí ngày nay, nhiều người còn nói những lời làm tổn thương người khác. Việc nói chuyện quá mức và phản ứng quá mức gây ra nhiều vấn đề trong cuộc sống của họ. Nhà sư giải thích cho hoàng tử về tầm quan trọng của việc im lặng. Ông chia sẻ một câu chuyện về một đệ tử từng nói với hỏi Đức Phật: "Tại sao ngài thường im lặng như vậy?" Đức Phật trả lời: "Ta im lặng là để lặng sâu vào nội tâm của mình. Im lặng là bước đầu tiên để thực sự thấu hiểu chính mình. Không có sự im lặng, sự việc khám phá bản thân là không thể. Vì vậy, bước đầu tiên là im lặng, chỉ cần nói khi cần thiết." Hầu hết chúng ta nói khoảng 90% thời gian, có thể giảm bớt đến 99. Vấn đề nếu chúng ta không nói quá nhiều. Khi con người trở nên im lặng hơn, họ sẽ ít tranh cãi hơn và tâm trí của họ sẽ bớt bất ổn. Nếu cả hai cá nhân học cách giữ im lặng, mọi người có thể tránh được các vấn đề trên thế giới. Người hiểu được giá trị của sự im lặng mới có thể bình yên, ngay cả ở những nơi đông người, ở một mình vẫn có thể giống như thiên đường. Sự bao bọc của mọi người đôi khi khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Điều quan trọng là bắt đầu bằng cách tìm kiếm sự bình yên trong chính bản thân mình. Đón nhận sự im lặng và cho phép năng lượng bên trong của bạn tuôn chảy. Hãy để những suy nghĩ của bạn lắng xuống. Nếu bạn thức dậy và cảm thấy bị quấy rầy bởi sự hiện diện của người khác, bạn nên nhắm mắt lại và kết nối với nội tâm của mình. Bạn sẽ tìm thấy cảm giác tươi mới bên trong mình, vì đó là nơi cuộc sống bắt nguồn. Nó không có ai khác, nó đến cùng một nguồn với bạn. Không ai khác có thể đưa bạn vào bên trong bạn, bạn phải tự đến đó. Vì vậy, hãy hướng sâu vào thế giới nội tâm của mình. Đó là nơi cuộc sống bắt đầu và đó là nơi hạnh phúc được sinh ra. Khi bạn nhìn vào bên trong chính mình, bạn sẽ thấy những điều sâu sắc của cuộc sống, thậm chí chạm tới ý niệm về cái chết. Cuộc hành trình nội tâm này giống như việc quan sát cuộc sống của chính mình. Bạn đã trải qua những thăng trầm như mặt trời mọc và lặn mỗi ngày. Khi bạn thực hiện cuộc hành trình nội tâm này, bạn quay trở lại và thấy sảng khoái giống như bạn cảm thấy mát mẻ, dễ chịu sau khi tắm xong. Tương tự như vậy, khi ai đó dành thời gian để im lặng và suy ngẫm về những điều đã trải qua trên hành trình của mình, họ thường cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Khi bạn thực sự kết nối với nội tâm của mình, bạn sẽ thấy rằng đó là việc chuyện không khiến tâm trí bạn cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, bạn luôn có cảm giác bình tĩnh. Bằng cách này, mọi lời nói của bạn trở nên tự nhiên, không còn cảm giác gượng ép hay căng thẳng. Trong sự bình yên của nội tâm, bạn cảm nhận được sự giao thoa, hòa hợp giữa ý thức và tiềm thức, tạo nên một trạng thái cân bằng và sự hiểu biết sâu sắc về bản thân. Cảm giác này không chỉ lan tỏa trong giao tiếp với người khác, mà còn lan tỏa đến khía cạnh cuộc sống hàng ngày. Bạn thấy rằng mỗi khoảnh khắc là một cơ hội để trải nghiệm sự hiện diện và sự kết nối với thế giới xung quanh. Dần dần, cuộc sống của bạn trở nên đầy ý nghĩa. Mỗi trải nghiệm là một dấu chấm câu mới trong cuộc hành trình của bạn. Trong sự im lặng, ta tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi lớn trong cuộc sống. Những ý nghĩ sâu xa mà ta từng lạc quan kiếm tìm ở ngoài kia. Chúng ta không còn xa xôi nữa.
mà hiện diện ngay trong ta như một phần không thể tách rời bản thân. Và từ sự hiểu biết đó, ta biết rằng cuộc hành trình không phải chỉ là việc tìm kiếm mà là việc khám phá. Khám phá ra những kho tàng vô hình, những đỉnh cao mới mà chỉ có trái tim rộng mở và tâm hồn sâu lắng mới có thể đạt được. Vậy là ta không còn sợ hãi khi đối diện với chính mình và cũng không còn nản lòng trước những thách thức của cuộc đời. Bởi vì vậy, trong sự kết nối với tâm hồn, ta tìm thấy sức mạnh, sự bình yên, sự và niềm tin vững chắc vào cuộc sống này. Bạn thân mến, sức mạnh của sự im lặng không chỉ nằm ở việc giữ cho tâm hồn được bình yên, mà còn là nguồn năng lượng mạnh mẽ giúp ta khám phá sâu hơn về thế giới và bản thân. Trong khoảnh khắc yên lặng, ta có thể nghe thấy tiếng nội tâm, nhận ra những suy tư sâu xa mà trong ồn ào cuộc sống hàng ngày thường bị lãng quên. Đồng thời, im lặng cũng là cách để ta thấu hiểu sâu hơn về người khác. Bởi khi lắng nghe, ta không chỉ nhận được những từ ngữ mà còn cảm nhận được những cảm xúc và ý nghĩ đằng sau. Trên hết, im lặng là nguồn sức mạnh to lớn để ta tìm kiếm sự sáng suốt, tĩnh lặng trong mỗi bước đi trên con đường đời này. Câu chuyện của tôi đến đây là hết. Xin gặp lại các bạn vào câu chuyện hôm sau.